Candy Man tung chiêu lực cực đẫm máu, tiết lộ chi tiết rùng rợn về cách mà ông kệ huyền thoại ra đời. Đoạn teaser chiêu lừa mới cho Candy Man, sát nhân trong gương của Near Dark Coaster đã chỉ ra rằng Tony Todd có thể trở lại với vai trò chính trong phần tiếp theo của tác phẩm kinh dị từ năm 1992. Bộ phim được sản xuất bởi Jordan Peele, một trong những nhà làm phim kinh dị hàng đầu trong những năm gần đây. Candy Man dự kiến ra rạp vào ngày 25 tháng 9 sau khi bị trì hoãn do virus corona. Candyman lấy bối cảnh 3 thập kỷ sau các sự kiện của bộ phim đầu tiên, và sẽ có sự tham gia của Zahia Abdul-Mateen II, Tejona Paris và Nathan Stegutzerus. Bộ phim đầu tiên được chuyển thể bởi nhà văn, đạo diễn Beck Narrows từ một truyện ngắn của tác giả Clive Barker, giải quyết các vấn đề về chủng tộc, định kiến và lịch sử nô lệ của nước Mỹ. Tony Todd đóng vai nhân vật chính cùng với nữ chính Virginia Madsen, Helen Lai, và đã thể hiện lại vai diễn của mình trong hai phần tiếp theo. Phần tiếp theo của bộ phim dường như đang muốn trêu đùa với sự mong đợi của người hâm mộ khi không hề tiết lộ sự xuất hiện của Tony Todd. Đoạn teaser trêu lờ mới nhất không có gì quá khác biệt, nhưng lần đầu tiên nó hé lộ khuôn mặt của Todd trong một bức tranh. Giọng của Todd cũng có thể được nghe thấy ở phần cuối của đoạn trêu lờ 30 giây qua câu nói theo FD1. Hãy kể cho mọi người. Dưới đây là đoạn trêu lờ mới nhất được tung ra. Trêu lờ Candyman A Story Like That. Đoạn video đẫm máu 30 giây tập trung chủ yếu vào huyền thoại về Candyman, trong khi đoạn trailer đầy đủ trước đó lại chọn xoay quanh nhân vật Anthony, do Abdul-Mateen thủ vai. Lý do đằng sau sự ám ảnh lâu dài của huyền thoại Candyman được bao trùm trong phần lồng tiếng, báo trước sự thật rằng Candyman là một kẻ giết người chỉ còn sống bởi những người tin vào hắn. Sự xuất hiện chân dung của Todd dưới dạng bức tranh và giọng nói trong lời trêu ghẹo thậm chí còn nặng nề hơn với những tin đồn rằng Todd sẽ xuất hiện trong phim. Nhưng khán giả thắc mắc là anh sẽ đóng vai trò gì? Trong khi các chương trình truyền thông hiện nay có vẻ cho thấy Abdul-Mateen có thể đảm nhận vai trò chính. Vì vậy Todd có thể chỉ xuất hiện trong hồi tưởng, hoặc thậm chí có thể chỉ giống như một giọng nói trong quá khứ. Candyman dự kiến ra rạp vào ngày 25 tháng 9. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.